Hello, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dượng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em lại tiếp tục ngồi đây và review xe cho anh chị đây. Thì anh chị thông cảm ha, em làm có một mình thôi nên là em quay thì phải đặt một cái góc máy nào chỗ đó. Bây giờ ngồi thì phải quỳ gối ở đây để review cho anh chị luôn nè. Đấy. Rồi, thì hôm nay á em sẽ báo giá dòng xe quay RXX cho anh chị. Và bên cửa hàng em hiện tại đang có một cái mẫu xe là màu xám xi măng này, cực kỳ đẹp luôn, nhìn rất thể thao và rất đẹp. Nếu mà anh chị nào mình quan tâm thì có thể xem clip này của em nha. Chắc là em sẽ báo giá xe quay RXX cho anh chị, rồi trả góp và những cái trang bị của chiếc xe để cho anh chị biết thêm vào dòng xe Honda quay RXX này. Đi thôi anh em. Rồi thì đây anh chị em có thể thấy nha, chiếc quay RXX bên cửa hàng em đây, màu cực kỳ đẹp luôn đó, màu sơn độ nha. Màu này một sơn độ chứ phải màu zin nha anh chị. Tại vì phải nói cho anh chị biết chứ không thôi mấy anh chị cứ hỏi em là màu này màu độ hả? Đâu có phải màu hãng đâu mà quay lên làm gì. Đấy, thì màu độ nó mới đẹp như vậy chứ màu hãng sao đẹp bằng màu độ này. Rồi, thì đây ha, em sẽ báo giá cho anh chị luôn. Đầu tiên thì RXX này nó sẽ có 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản bánh căm thắng đùm. Bánh căm thắng đùm đây, trước mặt anh chị này là phiên bản bánh căm thắng đĩa nha. Bánh căm thắng đùm thì nó sẽ có mức giá là 23 triệu đã bao gồm VAT rồi. Còn đối với phiên bản bánh căm thắng đĩa là 24,5 triệu. Còn cái màu trắng đen này anh chị đang xem nè, đó là bánh căm thắng đĩa nè. Đấy, thì nó sẽ có mức giá là 25,5 triệu nha. Nó sẽ chênh lệch với nhau khoảng tầm là 1 triệu đến 1,5 triệu cho một phiên bản. Đấy, là anh chị nào mà mình thích bánh căm á, thì mình đi bánh căm, thích bánh mâm thì mình đi bánh mâm. Riêng em thì em cực kỳ thích những xe số mà đi bánh căm, tại vì nó sẽ sáng xe hơn là đi bánh mâm. Đấy. Rồi, đây màu sơn bên em đây. Em quay cận cảnh cho anh chị xem nha. Màu xám xi măng. Logo RXX là cũng sơn trực tiếp 3D luôn chứ không có phải là dán tem. Đấy. Chiếc này á là cái màu sắc và cách phối màu cực kỳ đơn giản nhưng mà rất là thể thao nha anh chị. Chiếc RXX này rất là thể thao luôn. Đây anh chị nhìn góc ngang thế này nè, đó đẹp chưa, rất là thể thao ha. Chiếc này mua về là đi không đụng hàng với ai luôn. Còn nếu mà anh chị đi bánh mâm á, bánh mâm thắng đĩa thì cái logo của nó sẽ là logo nổi như thế này chứ không phải là logo chìm. Bánh căm thắng đĩa và bánh căm thắng đùm nó là logo chìm, còn thằng mà bánh mâm thắng đĩa nó sẽ là logo nổi như thế này và cái phục của nó là phục màu cam như thế này luôn, cam cam màu đỏ như thế này. Đấy. Rồi. Đây căm nó sẽ có một cái phục màu cam như thế này rất là đẹp ha. Đấy anh chị có thể xem. Rồi. Trên xe thì mặt đồng hồ của em nói đây, rất là thể thao. RXX phải nói là chiếc xe là cực kỳ thể thao. Mặt đồng hồ rất đẹp. Báo số đây. N, báo N động cơ, rồi báo xi nhan hai bên rất là rõ ràng và trực quan cho những cô chú nào mà mình đi á, mà mình kiểu như là mắt hơi kém, đi ngoài đường nhìn khó thì có thể đi chiếc xe này thì rất là ok. Đấy. Rồi, chiếc này thì dung tích là 109,2cc, sản xuất chiếc này năm 2023 nha. Quay RXX phun xăng điện tử BCFI. Rồi, thì đó là giá của thằng quay RXX nha. Anh chị nào mình mua trả góp á thì mình có thể đưa trước cho em khoảng tầm 30% tổng giá trị chiếc xe. Thì 30% á là thí dụ như là 25,5 triệu ha, chiếc này 24,5 triệu. Thì răng bánh thêm 1,5 triệu là 26 triệu, 26 là nhân cho 3, mình lấy 30% phải không, thì nó khoảng tầm là 90 triệu thôi là mình có thể lấy xe về được rồi. Đấy, khoảng 7-8 triệu thôi. Còn 50% tổng giá trị chiếc xe thì mình sẽ được nhận trả về gốc mang về, ok ha. Ngoài những cái mẫu xe như quay RXX thì bên em còn có CS này rất nhiều màu nè đó, rồi như là Exciter, rồi Winner V2, V1, Supra TG đó, Supra TG bên em còn rất nhiều luôn. Như những chiếc xe nè, liên danh nè, đó, Win 130 nè, đó, anh chị thấy không, rất nhiều. Thì anh chị nào mình quan tâm cái mẫu xe nào thì để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những clip tiếp theo ạ.